Chiều 8 tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh bị kẻ xấu lừa rút mất 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng cá nhân. Theo đó, nam ca sĩ nói anh bị kẻ xấu lợi dụng làm định danh để thực hiện ý đồ xấu. Anh nói: Tôi vừa bị lừa đảo. Sau đó, tôi đã đóng tài khoản ngân hàng của mình. Họ giả danh công an quận 10, hỏi tôi hỗ trợ định danh. Họ yêu cầu phải sử dụng điện thoại hệ điều hành Android mới làm được, vì hệ thống nhà nước đồng bộ như vậy. Sau đó, họ dùng chế độ quét mặt tôi qua một ứng dụng và tôi bị rút mất hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn chia sẻ vụ việc này lên trang cá nhân chính thức của mình và kêu gọi mọi người cảnh giác tránh bị lừa đảo ngoài ý muốn. Đàm Vĩnh Hưng không phải là trường hợp đầu tiên là nghệ sĩ bị lừa đảo với hình thức kể trên. Trước anh, ca sĩ Lương Gia Huy cho biết anh cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự và bị mất gần 500 triệu đồng. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận an ủi nam ca sĩ khi bị lừa mất tiền. Ngoài ra, ca sĩ Hồng Nhung để lại bình luận cho biết người thân của cô cũng vừa gặp tình trạng tương tự Đàm Vĩnh Hưng. Trời ơi, người thân của chị cũng vừa bị lừa kiểu này. Nhiều đồng nghiệp, người quen như Dương Triệu Vũ, Bảo Su Du không khỏi ngỡ ngàng khi biết tin Mr. Đàm bị lừa. Hàng loạt bình luận động viên, mong nam ca sĩ bình tĩnh và nhanh chóng báo với cơ quan chức năng để tìm hướng giải quyết. Trước đó, nam ca sĩ từng phải dần lịch diễn và dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau khi bị ngã trên sân khấu. Bác sĩ khâu nhiều mũi ở chân và cho biết ảnh hưởng nặng nề đến việc đi lại. Tôi cần nghỉ ngơi một tháng mới hồi phục được, nam ca sĩ từng chia sẻ. Vì không thể biểu diễn như dự kiến, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời xin lỗi đến khán giả và đưa ra phương án hoàn tiền vé cho những ai không thể đến xem đêm nhạc sau khi đã rời ngày. Trước khi bị lừa tiền, hồi giữa tháng 7 năm 2014, Đàm Vĩnh Hưng bị xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng và cấm biểu diễn trong vòng 9 tháng vì thực hiện hành vi biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục có huy hiệu lạ. Trong cuộc họp báo định kỳ vào chiều 18 tháng 7 vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức phản hồi về vụ việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Sở cho biết, Đàm Vĩnh Hưng đã bị cấm diễn 9 tháng, kể cả trong nước lẫn nước ngoài. Ngoài ra, anh còn không được đăng tải, ra mắt sản phẩm âm nhạc trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube trong 9 tháng. Trước đó, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ký quyết định vào ngày 10 tháng 7 năm 2024 sự phạt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt. Hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng theo quy định tại điểm B, khoản 9 điều 11, Nghị định số 38-2021 cp ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ thời hạn tính từ thời điểm nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận quyết định. Sau sự việc này, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả và phải hủy các show diễn ở nước ngoài đã nhận trong thời điểm đó. Ngay sau khi nhận quyết định xử phạt, Đàm Vĩnh Hưng đã tức tốc bay từ Mỹ về Việt Nam để phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời chấp hành án phạt. Có thể nói, năm nay là một năm khá đen đủi với Mr. Đàm về công việc lẫn cuộc sống. Thời gian gần đây, nhiều trường hợp người dân nhận của gọi của các đối tượng xưng là cán bộ công an, phờ hướng dẫn cài đặt, đăng ký tài khoản trên ứng dụng VNEID để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vấn đề này, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân, không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại hoặc tin nhắn. Các cuộc gọi liên lạc qua ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo đều là giả mạo nhằm mục đích lừa đảo. Mọi thắc mắc về cài đặt tài khoản VNEID, người dân cần liên hệ với cảnh sát khu vực hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Lừa đảo giả danh công an là chiêu trò lừa đảo qua điện thoại phổ biến hiện nay. Mặc dù đã được cơ quan công an cảnh báo nhiều lần, thế nhưng vẫn không ít người bị sập bẫy. Cùng báo sức khỏe và đời sống tìm hiểu rõ hơn về chi thức lừa đảo này cũng như cách xử lý nếu không may trở thành nạn nhân. Chiêu trò lừa đảo giả danh công an để chiếm đoạt tài sản đã xuất hiện từ những năm trước đây. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ tin học như hiện nay, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng điều này để thực hiện thủ đoạn một cách tinh vi hơn. Theo đó, các đối tượng lừa đảo đều sử dụng thủ đoạn chung là thông qua mạng viễn thông, gọi điện nhắn tin, mạng xã hội như Facebook, Zalo để liên lạc với người bị hại. Hiện nay, có rất nhiều hình thức giả danh, trong đó có thể kể tới. một Giả danh cán bộ thuộc Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân đang tiến hành thực hiện điều tra các vụ án hình sự, đồng thời làm giả các lệnh bắt tạm giam và quyết định tạm giữ, niêm phong tài sản thi hành án hình sự rồi gửi cho người bị hại. Sau đó, yêu cầu những người này phải chuyển tiền vào tài khoản mà chúng thông báo hoặc cung cấp thông tin về số tiền tiết kiệm, sổ tiết kiệm, các thông tin về tài khoản ngân hàng mà OTP chuyển tiền để phục vụ điều tra và hứa hẹn sẽ trả lại sau khi chứng minh họ vô tội. Do quá hoang mang và lo sợ việc bị bắt giữ, nên những người bị hại đã làm theo yêu cầu. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chiếm đoạt và xóa thông tin liên hệ. 2. Giả danh làm cảnh sát giao thông yêu cầu người dân nộp phạt nguội. 3. Giả danh công an hướng dẫn người dân cài đặt VNID giả Đây là một trong những chiêu trò cực phổ biến thời gian gần đây, do hiện nay vẫn còn nhiều người dân chưa hoàn thiện thủ tục cài đặt VNID. Điều đáng chú ý là trước khi thực hiện chiêu trò này, các đối tượng thường đã tìm hiểu rất kỹ thông tin của nạn nhân, bao gồm nơi cư trú, thông tin căn cước công dân, ngày tháng năm sinh bằng nhiều cách để tạo niềm tin và hướng dẫn người dân cài đặt VNID giả chỉ trong một thời gian ngắn. Sau khi cài đặt ứng dụng VNID, người dân thường bật quyền truy cập thiết bị, một khi bật quyền truy cập, chúng sẽ đọc được tất cả những dữ liệu cá nhân trên điện thoại bao gồm cả thông tin tin nhắn điện thoại chứa mã OTP. Sau đó, ứng dụng sẽ bị truy cập và tiền trong tài khoản sẽ bị rút sạch. Thông thường, đối tượng lừa đảo thường nhắm vào những người ít có điều kiện tiếp xúc với thông tin báo chí, thông tin trên mạng xã hội như người cao tuổi về hưu, nội trợ gia đình. Đây cũng là những người nhẹ dạ cả tin và ít có khả năng đề phòng hơn do thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi nên ngay cả khi có sự can thiệp của cơ quan công an việc giải quyết cũng sẽ gặp nhiều khó khăn bởi vậy người dân cần tự cảnh giác để không bị sập bẫy lừa đảo trong đó lưu ý cần tỉnh táo cảnh giác trước các giọng điệu đe dọa bình tĩnh để xem xét việc đe dọa này có căn cứ hay không ngay khi có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước cơ quan công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại. Bởi lẽ, việc triệu tập người có liên quan lên cơ quan công an làm việc sẽ được thực hiện qua giấy triệu tập có đông dấu, xác nhận của công an. Đồng thời, theo thông tư 01-2006-TT-BCA-C11, nghiêm cấm điều tra viên gọi điện thoại hoặc thông qua người khác để yêu cầu người được triệu tập đến làm việc mà không có giấy triệu tập hoặc giấy mời. Do vậy, việc công an triệu tập qua tin nhắn, qua việc gọi điện thoại hoặc thông qua người khác đều không có khả năng xảy ra không cung cấp thông tin cá nhân, số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định. Đề cao cảnh giác khi có người gọi điện tới hướng dẫn cài đặt VNID giả. Theo đó, Bộ Công an hướng dẫn người dân đề phòng thủ đoạn hướng dẫn cài đặt VNID giả, đưa đảo chiếm đoạt tài sản như sau. 1. Chỉ cài đặt ứng dụng VNID từ nguồn chính thống tại App Store, CH Play, Tuyệt đối không nghe bất kỳ người nào cài đặt ứng dụng trên các nguồn từ trang web, kho ứng dụng không chính thống, đường linh lạ. 2. Đối với những nguồn không xác định, không nên bật quyền truy cập thiết bị để tránh bị lộ thông tin. 3. Không cung cấp thông tin cá nhân lên mạng xã hội, bao gồm số tài khoản ngân hàng, số điện thoại, căn cước công dân, sổ hộ chiếu. 4. Thường xuyên cập nhật thông tin trên các trang chính thức của Bộ Công an hoặc cổng thông tin điện tử. Nếu nghi vấn phải liên hệ ngay với công an khu vực để được hướng dẫn. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an chỉ có hai website chính thức là bộ công an gov vn và mps gov vn Cổng thông tin điện tử của đơn vị trực thuộc Bộ trên mạng Internet được đặt theo dạng tên đơn vị bộ công an gov vn hoặc tên đơn vị mps gov vn Trong đó, tên đơn vị là tên viết tắt hoặc tên đầy đủ của đơn vị bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh. Sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt tiền, nếu không thể tự liên hệ lấy lại tài sản, Người bị hại có thể nhờ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết. Theo điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, được hướng dẫn bởi thông tư liên tịch số 01/2017, người bị hại có thể tố giác tội phạm tại công an xã, phường, thị trấn, đồn công an, trạm công an nơi cư trú. Trường hợp đến trực tiếp cơ quan công an để tố giác, trình báo vụ việc, người bị hại cần mang theo các giấy tờ sau: đơn trình báo vụ việc, chứng minh thư, căn cước công dân của người bị hại, các tài liệu, chứng cứ kèm theo có liên quan đến hành vi lừa đảo. Cơ quan tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác tin báo về tội phạm. Đối với tố giác tin báo về tội phạm có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra xác minh tại nhiều địa điểm có thể kéo dài thời hạn giải quyết nhưng không quá 2 tháng kể từ ngày nhận được tố giác tin báo về tội phạm.